Đây là một cái máy cắt cành trên máy hàng Em Quyền, muốn giới thiệu đến tất cả quý khách hàng ở khắp muôn phương, những người yêu mến, thương yêu kênh máy hàng Em Quyền. Trong suốt những thời gian qua, chúng ta có thể đầu tư con máy này, giá chỉ có 650 ngàn thôi. Bên trong thì mình cũng nói rõ về máy này rồi, 650 ngàn cái thân này. Ai mà thương mến, tin tưởng thì mua. Nhà mình có chân pin Makita rồi đó, thì mua cái thân này, 650 ngàn về xài. Giá cái thân này có là 650 ngàn thôi nha quý thầy nha. Còn mua cục pin này là 3.5 AH là 300. Mua cục pin này chỉ có 200 ngàn. Mua cục sạc là 150 ngàn. Thì quý khách hàng tự chọn lựa nha. Máy cắt cành, mua cái thân 650, mua cục pin 4.5A 350, 300 lộn 300, mua cục pin 5 cell. Này là 10 cell, này 5 cell. 10 cell 300, 5 cell 200. Là nhiêu? 200 với 650 là 850, mua cục sạc 150 nữa là 1 triệu. Mua cục pin này là giá là chỉ có là như 300, 650, 950, cục sạc 150, 1 triệu mốt nha khách hàng nha. Rồi xong, quá tuyệt vời. Cắt cho tất cả khách hàng coi nha. Vô nè, cắt nè. Đây là khẩu độ mở lớn nhất nè. Vô. Trời ơi trời, nó ngọt như mía lùi. Vô. Rất an toàn nha các bạn. Mở ra, giữ cái cho nó mở rộng ra, nãy mình lỡ bấm tay lâu quá. Rồi vô, vô. Trời ơi ngọt. Trời ơi ngọt. Trời ơi. Dạ, kính chào tất cả quý thằng thương mến, quay trở lại kênh máy hàng Quyền. Bây giờ đã là 20 giờ 15 phút ngày 21 tháng 12 năm 2023. Quý thằng qua cái kênh này nhớ nhấn đăng ký kênh nha. Hôm nay mình có việc, mình đi Tây Ninh, mình mới vừa trở về. Mình định làm một cái video hoành tráng hơn, nhưng mà do có việc ở trên Tây Ninh về quê thăm ông già mình trên đó, vì thế mình làm cái video giờ này nó hơi trễ. Mong tất cả quý thằng thương mến ủng hộ nha. Thì hôm nay cái chủ đề là không phải là máy hàng, thì chủ đề là đón Giáng sinh và đón Tết. Thì quý thằng nào mà có thương mến á, thì cho mình xin một nút đăng ký kênh, nhấn một nút like, rồi bật lên cái thẻ chuông luôn để nhận video mình sẽ post lên hàng ngày. Thì rất là nhanh, video này thật sự rất là nhanh. Hôm nay mình cũng sẽ làm cái video giới thiệu và thanh lý, giới thiệu và bán thanh lý luôn mấy dòng máy. Tức là có một cái máy copper rửa xe rồi cũng hoành tráng vô cùng. Nhưng mà trước khi vô cái máy rửa xe copper thì mình sẽ giới thiệu cho quý thằng này là quý thằng là cái dòng máy là cắt cành. Cái dòng máy này của một cái thương hiệu rất là đẳng cấp, Lucian. Đây, công suất của nó nếu mà để mà gọi là so với đế tông á, mình vẫn khẳng định nó hơn rất là xa. Thì quý thằng đọc giùm mình cái thông số nha, là bao nhiêu khả năng cắt, bao nhiêu? 25 ly là cắt cành á. Rồi đây là cũng sử dụng là motor không tỏi than. Rồi công suất bao nhiêu dòng? Không có. Bao nhiêu niu hay là gì? Không có gì hết. Rồi quý khách đọc phụ nha. Tức là mình chưa có rảnh luôn, mình vừa Tây Ninh đậu cái xe xuống kia đó, xe mình vừa xuống tới luôn á. Đó, mình đậu xe bên kia rồi mình bước xuống luôn. Tức là mình đang rất là quan tâm tới sản phẩm này. Mình cần để cho giới thiệu đến những người làm vườn, tỉa cành cắt cây cuối năm, cho nên là chưa có đọc kỹ. Nhưng mà mình biết rằng là Lucian là một cái thương hiệu rất là lớn, một cái nhà máy lớn hơn Đế Tông nhiều. Đế Tông nó đặt chỗ này nè. Nhưng mà mình mở cái video này lên, làm cái video này để cho mọi người là tranh thủ miền Nam, miền Bắc làm cây bonsai, làm cây cảnh, cắt cành, tỉa cành. Đó, đây là động cơ không tỏi than Lucian để mình cắt cành cắt cây. Mình giới thiệu cái dòng máy này để cho mấy chú, mấy bác, mấy anh, mấy chị, mấy em, tất cả mọi người nếu mà thương mến thì sẽ đặt cái loại này để mình về mình tỉa cành, tỉa cây cuối năm. Thì cái giá nó rất là hấp dẫn. Nhưng mà để mà nói được cái giá hấp dẫn á, thì mình phải test thử coi người ta có tin tưởng hay không rồi người ta mới mua ha. Quý khách hàng nhớ thương mến, nhấn nút đăng ký kênh, cho dù là cái kênh máy hàng Em Quyền
chủ đề vẫn là máy hạn quyền, nhưng mà cắt cành cắt cây thì ba cái đồ quỷ này nó dễ lắm, nó là đồ điện cơ đó, mình sẽ bảo hành khắp muôn phương cho quý hàng. Quý hàng đừng có lo nha. Rồi thì mình sẽ báo giá liền em này. Đầu tiên là sẽ sản phẩm là cắt cành đó, rất phù hợp trong cái giai đoạn Tết nhất tới nơi rồi đó. Quý hàng đọc phụ cái tin này ha. Rồi xong, đây sản phẩm này giá báo sao. Chân là chân Makita phổ thông đó, mình sẽ gài chân Makita. Các bác, các chú, các anh, các chị ở nhà có cái chân Makita, có cục pin Makita rồi thì không có cần phải mua thêm gì hết á, chỉ cần mua cái thân này thôi. Mình bán cái thân này sao rẻ lắm. Còn ai chưa có gì hết thì sẽ bán theo kiểu khác. Đây, đây là cục pin 5 cell đó, mình sẽ mở công tắc nguồn lên. Pin này nhỏ đó, cái thân này nó nhẹ. Bây giờ mình đi cân cái nha. Đây, đây là cái sản phẩm đầu tiên mình sẽ đi cân đó. Rồi đây nè, cái cân này mình lấy ra để sẵn đây nè. Cân mở lên nha mấy nè, mở lên. Mọi người cũng nên coi đó, cái thân thông là bao nhiêu. À, ví dụ nhà quý khách hàng có cục pin 5 cell giống vậy thì tự cộng vô nha. Còn 10 cell tự cộng vô, 15 cell tự cộng vô, mình chỉ cân cái thân này thôi. Đây cái thân này trả về không không cái. Đâu rồi? Sao nó lên cái số kỳ ta? Rồi quý khách hàng coi nè. Vô. Rồi. Đó, cái thân này không là 635 635 gram, có nghĩa là quá nửa ký chút xíu. Rồi, cục pin 15 xe 10 xe 5 xe là 330 gram là cộng vô luôn. Chưa được ký là cầm cũng nhẹ nhàng. Rồi. Thêm cái gì ta? À, cục pin này là 10 xe 1,2 kg đó. Nếu mà có cục pin 10 cell với cái thân cắt cành này là 1,2 kg. Nếu mà mình sợ nặng quá thì mình lấy cục 5 cell ở nhà mình gắn vô thì mình sẽ báo giá cái thân thôi. Ai muốn mua cái pin thì mình báo sao. Còn quan trọng là Tết tới nơi rồi, sắp sửa còn một gần 2 tháng nữa, thì mình sẽ cần cắt cành mai, cành đào rồi đó. Từ miền Nam, miền Bắc, miền Trung, miền Sài Gòn. Sài Gòn là mai Thủ Đức nè. Mai Thủ Đức nè, ở Bình Định nè, cũng có mai nè. Ở Bến Tre cũng có mai nè. Ở miền Bắc thì có đào Nhật Tân nè. Đó, thì tranh thủ ủng hộ mình. Cái thân không á, là 640 gram, có nghĩa là quá nửa ký chút xíu. Cái này mình thách thức với Đất Tông luôn. Đất Tông thì nó đang bán là triệu mấy á. Nó nổ lên, nó nói này là cái là cắt được 40. Nhưng mà đối với mình á thì mình khuyên khách hàng là gì, cắt từ cái đường kính á từ 20 đổ lại là ok. Cái lưỡi của cái cắt cành của mình á với thằng Đất Tông á là y chang nhau à. Nhưng mà nó gan lắm, nó lì lắm. Ở trên mạng YouTube á lúc nào nó cũng nổ, nó nói nó là cắt 40. Nhưng mà mình khuyên khách hàng đừng có tin ba cái đó. Thì bây giờ á, riêng của mình á, thông số của nhà máy là yêu cầu là nhiêu, là cắt được 25 nè quý khách hàng coi nè. Nhưng mà mình khuyên khách hàng á cắt từ 20 ly đổ lại là ok nha quý khách hàng. Cái đường kính của cái cây á 20 là ok. Nè quý khách hàng coi kỹ cái thân đó, cái nè, nó ghi là 25 nè, đúng không đó. Nhưng mà mình khuyên là 20 ly thôi. Đây còn riêng á, mình mở ra y chang là Đất Tông thôi, mở ra nhấp hai cái nó có khóa an toàn. Đây, từ đây đến đây là chắc chắn là 40 rồi. Để quý khách hàng chờ mình nha, mình lấy cái thước mà, lấy cái thước mà tự động của mình á, mình ra mình đo. Ôi, mình sẽ lấy mấy cái thước xịn hào của mình nè, thước tay, thước tàu nè, tay với tàu kết hợp nè. Rồi cái thước 5 mét này coi, 5 mét 25.000, kéo ra nè, tự động nè, 25.000 đồng bạc. Bên này là tay, bên này là tàu, là lỗ quan. Đo thử coi. Nào quý khách nhìn nè, cái miệng nó mở ra nè. Nhưng mà mình á bán cái gì cũng phải chân tình, không có nói gian dối mập mờ. Đó quý khách hàng, từ đây tới đây là 50. Nè nó mở cái miệng ra nè, 50. Nhưng mà mình chỉ nói với khách hàng là gì, cắt 20 thôi. Đồ pin mà cắt cái gì mà ghê vậy. Rồi
Cái thước này là 5 mét tự động luôn, có 25.000 cây bên Tàu, bên Tây. Có gì ủng hộ mình nha. Xong rồi lấy cái cây 7,5 mét ra đo coi, cũng là tự động luôn, kéo ra bên Tây, bên Tàu, lỗ ban đo coi nè, thu nó lại ấy. Đó, thâu lại rồi đo nè, mọi người coi này nha, đo từ cái đỉnh này tới cái đỉnh này nó bao nhiêu nè, quý thằng thấy không, 45 đó. Đất tông lên nó nổ, bà cố nội luôn, nó nói là cắt 40, tôi quỳ tôi lại luôn, làm gì được 40, không có cắt được, không có nên. Đó, cây này 7,5 mét nè, bên Tàu, bên Tây có 35.000 đồng bạc. Rồi xong rồi, lấy cái thước 10 mét ra đo cái coi, bên Tây, bên Tàu, lỗ ban, lỗ ban nè, đo coi đúng không, bấm nhảy vô nè, đó tự động luôn nè. Kéo ra nè, bấm nè, nhảy vô nè, bấm nhảy vô nè, bấm nhảy vô nè. Bảng thì rất là lớn rồi, đo thử coi nè, từ đây tới đây nào, cái thằng thấy không, hơn 40. Nhưng mà thôi, mình chỉ nói với thằng là gì, cái đồ pin này là gì đó, đây là cái khẩu độ mở lớn nhất của nó là 40 nè, đây là khẩu độ là 20-30 luôn nè. Nhưng mà mình chỉ nói là gì, cái đồ này quý khách hàng cắt cái phi của cái cây á 25-20 là ok nha các thằng nha. Thì hôm nay á Tết tới nơi rồi đó, mình sẽ giới thiệu cái dòng này, mình sẽ bán giá vốn thôi, không có lời lớn gì cả đó. Mình dùng cái thước 5 mét này là 25.000, mình đo nè nè, bên Tây, bên Tàu giá 25.000, đo cái miệng này. Đó, ai thương mến không mua được cái cắt cành thì mua cái thước về đo, đo nhà đo cửa, chia cho đất cho con cho cái nha các thằng nha. Rồi bấm vô nè, Tây nè, Tàu nè, lỗ ban nè, rồi bấm vô xong 5 mét 25.000, lấy 7 mét bên Tây, bên Tàu, lỗ ban nè, 35.000, 7,5 mét, very cheap luôn. Bấm vô. Rồi, quý hàng thương mến ủng hộ nha. Không mua cắt cành thì mua thước cũng được. Lỗ ban bên Tây, bên Tàu, lỗ ban giá 55.000 là 10 mét. Đó, đò chính xác nè. Bấm vô. Rồi, tuyệt vời. Hết rồi ha. Rồi, bây giờ đi vô trọng tâm. À, thì Tết rồi, miền Nam, miền Bắc, Thủ Đức, Long An, Bình Định, Quy Nhơn, ai có mà trồng cây mai rồi đó thì nên ủng hộ mình cái này ấy nha. Hôm nay là mình bận mới về Tây Ninh, mới vừa xuống tới luôn, xe mình đậu bên kia lật đật vô làm liền, chứ còn thôi là đúng ra phải làm thêm cái video máy hàng nữa. Hồi trưa mình làm cái video xong là mình chạy về Tây Ninh có việc. Thì đây cái thân này xịn hào này đó, có cái miệng là rộng, là có thể cắt được là theo như mình nổ giống đất tông á là 40. Nhưng mà mình nói thật với khách hàng, cái này cắt 20 là mình bao đâm tối ngày sáng đêm, cắt thoải mái. Rồi khi mà phụ kiện nó cho theo nè, nó sẽ có một cái hộp như thế này. Giá mình bán cho khách hàng giá rất là rẻ nha khách hàng, giá chỉ có là 650.000 cái thân này thôi, có bao gồm một cái hộp luôn, hộp để đựng nó đây, có một bình dầu làm có cho thêm bình dầu nhỏ để mình tha tra vô trong cái lưỡi nè, có vít ba ke, vít lục giác để mình có thể là mở lưỡi ra mình mài lại nha các thằng nha. Đây, mở lưỡi ra mài lại. Rồi, có thêm lục giác này, có thêm cái điếu nè, cái khóa điếu này là điếu 10 để mình mở ra, mở chỗ này. Đây nè. Mở dao ra để mình mài. Nè, quý thằng nhìn nè. Đây. Tặng thêm cái này. Giá chỉ có 650.000. Còn lục giác nè, để mình cho cái thằng coi. Đầy đủ đồ hết. Đây, chỗ này là cái điếu 10 để mình gắn đây. Rồi, lục giác để gắn đây. Để mở cái lưỡi, hai cái lưỡi ra. Để mình mài, mình tra dầu, tra mỡ rồi vô. Lúc mà mình cắt, nó mãnh liệt đó. Rồi, vít này là vít bông mai. Để mình mở cái thân máy này ra. Rồi, bình dầu. Rồi, cái viên đá này để mình mài, mài dao. Giá rất là rẻ, sẽ bao gồm cái thân thôi. Ai mà không có thương mến mình thì cứ mua thân này thôi.
giá mình bán có 650.000 đồng bạc, quá rẻ. Ở nhà mình có pin rồi thì cứ lấy cái này về mình gắn vô mình cắt thôi nha quý thằng nha. Còn nếu mà chưa ai có gì hết thì 650 cộng vô với cục pin này 5 cell 200, cộng với cục sạc này 150 nha quý thằng. Sạc nhanh 150 là cộng lại phụ giùm anh coi, 150 200 là 350, cộng với cái này 650 là có 1 triệu đồng bạc thôi. Còn quý thằng không có thích cầm cái này, cái này nãy mình cân rồi đó, nó nhẹ quá đúng không, muốn xài lâu bền, rồi quý thằng có thể mua cái này. Mình tính giá vốn cho quý thằng 3.5 AH 10 cell vỏ chống cháy là chỉ tính là 300.000 thôi. 400.500 cái này. Rồi cái thân này nhiêu, 650 là tính ra nhiêu, 1.1 triệu nha quý thằng, có hộp luôn. Rồi bây giờ không có dông dài nữa, mình sẽ lấy cục pin này là 5 cell, cục pin này là 10 cell, 3.5A, lấy hai này, vỏ chống cháy, còn cái này là vỏ ABS, xách đi, mình đi cắt cành cho tất cả quý hàng coi. Gắn pin, mở nguồn lên nè, rồi, bóp cò, sao không cắt, bóp cò, sao không cắt, bởi vì nó quá an toàn, muốn cắt được, cái máy này rất là xịn hào. Đất tông nó đặt cái hãng này luôn á, nhưng mà thôi kệ, mình không muốn nói vấn đề này nữa. Nè quét ra muốn khởi động máy này, đâu mở khởi động ra đâu, một cái không mở được, rồi phải nhấp hai cái, 1 2, rồi đó em nó mở ra liền, là đây là khẩu độ là 40. Đất tông nó nổ nó là 40 nhưng mà mình không bao giờ nổ. Nè quét ra muốn, đây là khẩu độ lớn nhất của nó, mở cái dao từ đây tới đây là 40 nè. Rồi mình sẽ nhấn giữ này, một nghe tiếng kêu một cái bét là nó sẽ khóa lại khẩu độ. Rồi bây giờ nó còn khẩu độ chỉ là 20 thôi. Rồi 20. Rồi chúng ta muốn mở khẩu độ ra là như ban đầu là 40 thì chúng ta sẽ nhấn vậy, nhấn. Đó nó sẽ mở ra là nhấn giữ 3 giây nó sẽ mở ra là 40 mấy. Nhấn giữ. Đó, cái này nghe tiếng kêu, rồi nó mở ra 20. Rồi. Rất là an toàn, nhấn cái. Mở ra 40. Nhấn cái. Mở ra là 20. Đó, quý hàng thấy không? Đó, rất là tuyệt vời, cắt nè. Cắt nè. Cắt nè. Cắt nè. Cắt nè, à, cái thằng cắt nè, không có gian gió mà cắt cái cây mai này rớt banh xác, cắt nè. Đó, đây là máy cắt cành, rồi mọi người coi kỹ nha, cắt tiếp nè, cắt nè, cắt nè, nè, cây này là phải 20 nè, cái này nhìn thấy cây này 20 không, rồi mình cắt cái cây này rớt xuống luôn, mời tất cả quý thằng theo dõi nè, đó, rớt xuống luôn rồi. Rồi xong. Nè mọi người coi nè, rớt cây này xuống rồi mình cắt nè. Cắt nè. Cắt nè. Cắt nè. Cắt nè. Cắt nè. Cắt. Quý hàng đang theo dõi máy cắt nè. Cắt cành nè, đó, quá xịn hào. Đó, nếu mà quý hàng mà không muốn xài pin 5 cell thì có thể đổi ra 10 cell. Cắt nè. Cắt nè, thấy không? Làm sao cái cây này mà thằng đế tông nó đặt chung chỗ này làm sao mà nó cắt được 40 được, mà nó lên nó nổ nó cắt được 40. Nó quý thằng thấy ghê gớm không? Đang ở khúc độ 25. Nè mình cắt cái cây này cho tất cả mọi người coi nè. Cây này 40 nè, cắt nè. Nhưng mà thôi cắt cây này ông già kế bên hàng xóm chửi chết nè. Để khẩu độ 40 cắt cây nè. Nè quý thằng coi nè. Bóp nhẹ nhàng em nó. Trời ơi. Trời nó cắt như cắt chuối rồi nè. Trời ơi cây này cắt dữ vậy ta nè. Rồi mình cắt cây này cho tất cả mấy thằng coi nè, này là 40-50 nè. Trời ơi nó cắt ghê thiệt nè. Mấy thằng coi này nha. Trời ơi nè. Đây.
Rồi rớt cây rồi. Rồi. Cắt rất là ngon lành cái vụ này. Cắt nè, cắt nè. Cắt nè, cắt nè. Cắt nè. Cắt nè. Quá xịn hào. Rồi, cắt cái bụi cây này nè, quý khách hàng coi nè, cắt cây này nha. Một cây, cắt nè. Hai cây, cắt nè. Ba cây, cắt nè. Cắt mấy này quá dễ nè, cắt nè. Đó, hôm nay gần Tết rồi, mình muốn giới thiệu khách hàng cái loại máy này. Mình rất là tâm đắc, cắt nè. Cắt nè. Cắt nè, đó. Quá xịn nào, cắt nè. Cắt nè. Cắt nè, đó, khách hàng thấy mình tỉa cây, cắt cành nè. Cắt nè. Cắt nè. Cắt nè. Quá tuyệt vời, nói ra ha. Rồi xong. Rồi sau khi mà mình cắt cái cây này ra, rồi nó dơ nhà, dơ cửa đúng không? Thì quý khách hàng nên mua chung. Ví dụ cái bộ này quý khách hàng mua rồi, thì quý khách hàng có thể mua một cái máy thổi bụi khổng lồ này. Đó, mình cũng bán giá rất rẻ cho quý khách hàng. Đây, một cái máy thổi bụi khổng lồ, cũng xài chân pin Makita. Tức là sau khi mình có cục pin, mình mua chung với máy cắt cành rồi, cắt dơ quá rồi, mua cái máy thổi bụi khổng lồ này. Đây, đây là máy thổi bụi khổng lồ, gài nó qua. Chúng ta đi vệ sinh cái đó. Là giá cái máy thổi bụi khổng lồ này rất là rẻ nha quý thầy nha. Giá cũng có chỉ có là 750.000 thôi. Cái thân của máy thổi bụi này nè, quá tuyệt vời. Tại vì mình có cục pin 10 cell rồi. Giờ mình đi thổi bụi nè, gạt công tắc lên. Nè quý thầy coi, mình thổi nè. Thổi nè, mở lên. Thổi, thổi toàn bộ cái này đi. Nhà có biệt thự là mình thổi này hết. Thổi ra. Nè quý thầy coi nè. Nè thổi sạch sẽ luôn nè. Thổi sạch sẽ lòng em. Thổi rất là sạch sẽ lòng em. Thổi nè. Rồi thổi cái đám cây kia đi. Thổi. Đây là máy thổi bụi khổng lồ. Mua cái thân này là chỉ có 750.000. Quá rẻ. Rồi thổi nè. Cái hàng coi nè. Thổi cái đám này đi nè. Đó. Thổi đi nè. Thổi nè. Đó. Chỉ có cái cục pin này là giải quyết mọi vấn đề. Đây. Cục pin là 300.000. Mua cái thân này về là giải quyết mọi vấn đề. Đây là máy thổi bụi khổng lồ. Nghe cái này nha. Giá chỉ có là nhiêu? Giá chỉ có là 750.000 cái thân này. Còn cục pin này là mình đã có trong cái máy cắt cành rồi. Gắn vô nè. Chân Makita phổ thông luôn. Dài vậy. Thổi nè, thổi bụi khổng lồ. Thổi nè, rất là nhìn. Thổi nè. Thổi nè, thổi nè. Thổi mấy cây nó chạy mầm đằng kia. Thổi nè. Thổi nè, thổi nó chạy đằng kia nè. Thổi nè. Thổi nè. Khủng khiếp luôn, cái này thấy không? Đó, gió nè. Rồi bây giờ mình ra mình thổi lá nè. Trời đang mưa gió tả tơi nè. Cái này coi mình thổi nè. Đây là máy thổi lá nè. Thổi nè, coi nó thổi nè. Đó, chỉ cần mua thêm cái thân này là quá tuyệt đỉnh công phu. Nè, cái này coi mình thổi nè. Nè, coi mình thổi nè. Thổi, thổi cành luôn nè, thổi nè. Thổi nước nè, thổi cành nè. Đó, cái này thấy không? Đó, thổi nè, thổi đi nè. Thổi lá cây đi nè, thổi nè, thổi nè. Thổi bụi nè, thổi, thổi từ lưu âm binh nè, thổi nè. Thổi nè, thổi nè. Thổi nè, thổi nè, thổi nè, thổi nè. Thổi nè, thổi nè. Giá chỉ có 750.000 cái này nè. Coi nguyên cái thân cà bá khổng lồ luôn nè. Khổng lồ. Máy thổi bụi khổng lồ. Rồi, thổi lên cành nè. Nè, cái này thôi, mình thổi nè. Rớt cái nè, rớt cái cây xuống nè, rớt. Nè, nhìn nè. Thổi nè. Thổi nè. Rớt nè, rớt nè. Thổi rớt nè, rớt trái xuống nè. Nè. Đây, quý khách hàng đang theo dõi máy thổi bụi khổng lồ. Giá chỉ có 750.000 một cái. Nè, thổi lên cây nè, thổi nè. Thổi nè. Thổi nè. Thổi nè. Thổi nè. Thổi nè. Khủng khiếp không? Nè. Đó. Thổi nè. Thổi nè. Thổi nè. Thổi. Đó. Cái này dành cho ai có nhà biệt thự nè. Thổi nè. Thổi mấy cái này nhảy nè. Đó. Đó. Thì tối nay mình làm cái video này. Đó. Thổi nè.
cái mà nó thổi chạy nè. Đó, nguyên cái thân này thổi này. Thổi. Rồi xong. Tắt nè. Đây. Máy thổi bụi khổng lồ. 750.000 cái thân. Không có bao gồm cục pin. Quá khổng lồ. Nếu các bạn nhìn nè. Thấy không? Gắn cục pin này vô nữa là tuyệt vời. Rồi, chúng ta còn một cái máy thổi bụi nhỏ nữa thôi. Nè, gài pin cho, gài. Mày bỏ đây. Chúng ta còn cái máy thổi bụi nhỏ nữa thì giá nó rất là dễ thương. Là giá chỉ có 580.000. Đó. Khi mà chúng ta có cục pin rồi đúng không? Mà mua chung với máy cắt cành rồi đó thì chúng ta có thể có máy thổi bụi nhỏ này thì giá chỉ có là 580.000. Quá tuyệt vời. Đây. Rồi mình gài vô. Thì tối nay là mình giới thiệu ba dòng máy. Máy thổi bụi nãy là máy khổng lồ, còn máy này là máy nhỏ nha các bạn. Giá chỉ có 580.000 thôi. Rồi. Mình sẽ mượn cục pin của cái máy khổng lồ kia mình gắn vô. Đây. Cục này thì nãy mình mua rồi, đúng không? Có thằng mua chung với cái máy cắt hành rồi. Thì mình sẽ gài cục pin chân Makita này vô. Gài vô. Đây. Gài vô. Đây. Thấy không? Thấy tuyệt vời không? Chân Makita phải làm rõ. Đó. Chức năng quá tuyệt vời. Mình thổi bụi rồi. Quá xịn hào đúng không các bạn? Quá tuyệt vời luôn nè. Đó, đây là máy thổi bụi nhỏ nè. Máy thổi đây. Đây, đây là công tắc giữ nè. Thân là có lớp chống là trơn trần. Đã không? Nghĩ rồi. Rồi nó chạy luôn rồi nè. Quá đẹp. Lucia. Cái máy này thì mình bán rẻ cho quý hàng thôi. Rồi, giá chỉ có là 580.000. Quá tuyệt rồi. Tại vì nhà mình có pin rồi, chưa có cục pin. 580.000 chân Makita phổ thông. Đó, đây là máy thổi bụi nhỏ mini. Còn máy thổi bụi đây là máy thổi bụi khổng lồ. Đó, đây là máy thổi bụi khổng lồ nha các bạn nha. Nó rất là tuyệt vời. Thổi bụi, thổi lá. Giờ thổi nè, thổi nè. Đó, thổi nè, thổi lá chạy nè. Thổi tàn thuốc nè. Quá tuyệt vời. Đó, thấy không? Tối nay mình làm cái video vậy thôi cho các bạn coi. Rồi. Thổi nè. Rồi các bạn coi mình thổi nè. Thổi nè, thổi nè. Thổi. Thổi nè. Thổi lá bay phát phới nè. Thổi nè. Rồi, mình nhắc lại một lần nữa. Đây là thân thổi bụi không có bao gồm cục pin, giá là 580.000 mini làm trong gia đình. Đây là thân khổng lồ giá 750.000. Rồi xong. Máy cắt cành, đó, máy cắt cành quá xịn hào, giá sẽ là 650.000 cái thân này. Cục sạc 150. Cục pin xịn hào của chúng ta là 10 cell 300.000. Không thích 10 cell nặng quá, chúng ta có thể mua cục pin 10 cell, 5 cell. Thấy không? Cục pin 5 cell. Giá chỉ có là 200.000. Đó, chỉ cần mua một cái bộ sản phẩm là gì? Máy cắt cành. Đó, quý hàng có thể mua cái máy cắt cành, cục sạc. Cục pin 5 cell. Đây, máy cắt cành là 650 nè. Cục pin 5 cell này 200. Cục sạc này 150. Là nhiêu? 1 triệu đồng có bộ này. Rồi, mua thêm cái thân thổi lá mini. 580.000. Mua cái thân khổng lồ. Đây cái này nhìn nè. Thân thổi lá khổng lồ. 750.000. Là mình chỉ có một bộ này mình sẽ xài đủ thứ. Đây, đây là chứng minh cho mọi người coi. Rồi, kể cả 5 cell cũng xài vô cái thổi lá khổng lồ được nè. Vô nè. Thổi. Thổi nè. Thổi nè, thổi cái thứ chạy luôn nè. Cái này nè. Thổi cái thứ lớn nó chạy luôn nè. Cái thứ 10 mét nó chạy nè.
thấy không? Đó, thấy không? Đó, rồi. Cũng cục pin 5 cell này. Gắn vô cái máy mini thôi, thổi bụi mini. Makita mà, chân ma phổ thông mà, gắn vô. Gài vô, thổi. Thổi nè, thổi, thổi. Thổi nè, thổi nè. Đó, coi nè, quá gọn nhẹ, thổi nè. Đó, thổi chạy nè, thấy không? Đó, quá tuyệt vời. Thổi nè. Thổi nè. Thổi hộp nè, bay nè. Thân này mini dễ thương. Giá chỉ có là 580 ngàn. Thổi nè. Rớt xuống đất. Rất tuyệt vời. Đó, thì hôm nay mình giới thiệu như vậy thôi. Bây giờ mình xin phép dừng video. Chúc tất cả quý khách hàng có một ngày thật đẹp và thật bình an. Xin chào tạm biệt nha.